Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về một loại quả rất quen thuộc nhưng chứa đựng vô số lợi ích cho sức khỏe, đó chính là chuối. Chuối không chỉ là một loại trái cây dễ tìm, giá cả phải chăng mà còn mang lại nhiều lợi ích dinh dưỡng đáng kinh ngạc. Vậy, ăn chuối có tác dụng gì? Hãy cùng mình tìm hiểu sâu hơn về 5 lợi ích tuyệt vời của quả chuối đối với sức khỏe trong video này nhé! Lợi ích đầu tiên, cải thiện tiêu hóa và giảm táo bón. Chuối là một nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời với khoảng 3g chất xơ trong mỗi quả chuối trung bình. Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự hoạt động hiệu quả của hệ tiêu hóa, giúp thức ăn di chuyển qua ruột một cách dễ dàng và đều đặn. Với lượng chất xơ này, chuối có thể cung cấp khoảng 10% nhu cầu chất xơ hàng ngày cho người lớn, theo khuyến nghị là 25-30g chất xơ mỗi ngày. Chất xơ trong chuối bao gồm cả chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Trong đó, chất xơ hòa tan như pectin giúp tạo gel trong ruột, từ đó tăng cường sự di chuyển của thức ăn và phân qua hệ tiêu hóa. Điều này đặc biệt hữu ích trong việc giảm thiểu tình trạng táo bón, một vấn đề tiêu hóa phổ biến và gây khó chịu cho nhiều người. Vậy, giữa chuối chín và chuối xanh, loại nào tốt hơn cho hệ tiêu hóa? Khi nói đến việc sử dụng chuối để giảm táo bón, việc lựa chọn loại chuối rất quan trọng. Chuối chín thường được khuyến khích hơn chuối xanh trong việc trị táo bón. Tại sao lại như vậy? Chuối xanh chứa một lượng lớn tinh bột kháng, một loại tinh bột khó tiêu hóa trong dạ dày và ruột non. Tinh bột kháng có thể tốt cho việc kiểm soát lượng đường trong máu, nhưng không phù hợp cho những người bị táo bón. Ngoài ra, chuối xanh còn chứa tannin, một chất gây vị chát, có thể làm chậm quá trình tiêu hóa do tính chất săn xe, kết tủa với protein trong ruột và tăng nguy cơ táo bón. Ngược lại, chuối chín chứa nhiều chất xơ hòa tan và ít tinh bột kháng hơn, giúp cải thiện tiêu hóa và giảm tình trạng táo bón hiệu quả hơn. Chuối chín có hương vị thơm ngon, mềm mại, dễ ăn và hỗ trợ làm mềm phân, nhuận tràng tốt hơn. Vì vậy, nếu bạn đang gặp vấn đề với táo bón, chuối chín là lựa chọn lý tưởng. Ngoài việc ăn chuối chín, có một số lưu ý quan trọng khác để cải thiện tình trạng táo bón bao gồm: thứ nhất, hãy uống đủ nước. Nước là yếu tố quan trọng giúp làm mềm phân và hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Hãy đảm bảo uống ít nhất 1,5-2 lít nước mỗi ngày để duy trì độ ẩm cho cơ thể và giúp phân dễ dàng di chuyển qua ruột. Thứ hai, hãy tăng cường vận động. Hoạt động thể chất giúp kích thích nhu động ruột, từ đó giảm nguy cơ táo bón. Hãy cố gắng vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày, như là đi bộ này, chạy bộ hoặc tập yoga. Thứ ba, hãy tăng cường ăn thực phẩm giàu chất xơ. Ngoài chuối, hãy bổ sung các thực phẩm khác như là rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và các cái loại đậu để tăng cường lượng chất xơ trong chế độ ăn, đảm bảo sao cho ăn ít nhất 300-400g rau xanh và 100-200g hoa quả tươi mỗi ngày để đáp ứng đủ nhu cầu chất xơ. Thứ tư, hãy thiết lập thói quen đi vệ sinh. Hãy cố gắng đi vệ sinh vào cùng một thời điểm mỗi ngày để tạo thói quen cho ruột. Thiết lập một cái phản xạ đi cầu tự nhiên, tốt nhất là vào buổi sáng sau khi ngủ dậy hoặc sau bữa ăn sáng. Đừng nhịn khi có nhu cầu đi vệ sinh, vì điều này có thể làm tình trạng táo bón trở nên tồi tệ hơn. Lợi ích thứ hai của chuối đó là tăng cường sức khỏe tim mạch. Chuối là nguồn cung cấp kali dồi dào, một khoáng chất quan trọng giúp duy trì huyết áp ổn định và chức năng tim mạch khỏe mạnh. Một quả chuối trung bình chứa khoảng 400mg kali, tương đương với 9% nhu cầu hàng ngày. Kali có vai trò cân bằng lượng natri trong cơ thể, giúp giảm nguy cơ cao huyết áp và bảo vệ tim mạch. Ngoài ra, chất xơ hòa tan trong chuối cũng giúp giảm mức cholesterol xấu LDL bằng cách giảm hấp thu cholesterol từ thức ăn, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Việc bổ sung chuối vào chế độ ăn uống hàng ngày là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ sức khỏe tim mạch, đặc biệt đối với những người có nguy cơ cao về các bệnh tim mạch. Lợi ích thứ ba của chuối đó là cung cấp năng lượng cho cơ thể. Chuối là một nguồn năng lượng tự nhiên tuyệt vời với sự kết hợp của carbon hydrate, vitamin và khoáng chất, giúp cung cấp năng lượng bền vững và hỗ trợ tăng cường hiệu suất vận động. Chuối chứa các loại đường tự nhiên như là glucose, fructose và sucrose, giúp cung cấp năng lượng nhanh chóng cho cơ thể. Ngoài ra, chuối còn chứa vitamin B6, giúp chuyển hóa carbon hydrate thành glucose, cung cấp năng lượng cho cơ bắp và não bộ. Đây là lý do tại sao chuối thường được các vận động viên và người tập thể dục lựa chọn như một món ăn nhẹ trước hoặc sau khi tập luyện.
Lợi ích thứ tư của chuối đó là tăng cường sức đề kháng và bảo vệ sức khỏe. Chuối chứa nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho hệ miễn dịch như là vitamin C, này, vitamin B6 và mangan. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do gây hại và tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin B6 trong chuối cũng đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất tế bào hồng cầu và duy trì chức năng hệ thần kinh. Bên cạnh đó, mangan giúp xương chắc khỏe và tăng cường khả năng chống viêm nhiễm. Tất cả những cái yếu tố này thì kết hợp lại làm cho chuối trở thành một lựa chọn tuyệt vời để tăng cường sức đề kháng và bảo vệ sức khỏe tổng thể. Lợi ích thứ 5 của chuối đó là hỗ trợ giảm cân và kiểm soát cân nặng. Chuối là một thực phẩm ít calo nhưng lại rất giàu dinh dưỡng, làm cho nó trở thành một món ăn lý tưởng cho những người muốn giảm cân hoặc duy trì cân nặng hợp lý. Với chỉ khoảng 105 calo trong một quả chuối trung bình, bạn có thể thưởng thức một loại trái cây ngon miệng mà không lo lắng về việc nạp quá nhiều calo. Hơn nữa, chất xơ hóa tan trong chuối giúp tạo cảm giác no lâu, ngăn ngừa việc ăn vặt không lành mạnh và giúp kiểm soát lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày. Bằng cách duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh với sự có mặt của chuối, bạn có thể kiểm soát cân nặng một cách hiệu quả. Tóm lại, chuối là một loại trái cây tuyệt vời không chỉ vì cái hương vị thơm ngon mà còn vì những cái lợi ích sức khỏe mà nó mang lại, từ việc cải thiện tiêu hóa, giảm táo bón, tăng cường sức khỏe tim mạch, cung cấp năng lượng, tăng cường sức đề kháng cho đến hỗ trợ giảm cân. Chuối thực sự là một siêu thực phẩm mà bạn nên bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày. Bên cạnh việc thêm chuối vào thực đơn, nếu bạn đang gặp vấn đề về táo bón và muốn tìm một giải pháp hiệu quả, mình muốn giới thiệu với các bạn sản phẩm Isotac Gold. Isotac Gold là một sản phẩm hỗ trợ điều trị táo bón được thiết kế đặc biệt để cải thiện sức khỏe đường ruột và giúp nhuận tràng. Isotac Gold có dạng gói bột chứa các thành phần tự nhiên và có lợi cho hệ tiêu hóa, bao gồm sorbitol, một loại đường tự nhiên giúp làm mềm phân và kích thích nhu động ruột, từ đó cải thiện tình trạng táo bón. Tiếp theo là fos, fibregum và mủ chôm. Đây đều là những chất xơ hòa tan từ tự nhiên. Khi vào trong đường ruột sẽ tạo thành dạng gel giúp làm mềm phân, nhuận tràng, đồng thời giúp tăng cường sự phát triển của các lợi khuẩn đường ruột. Thành phần thứ ba là men vi sinh dạng bào tử, Bacillus coagulans và Bacillus lausi. Chúng giúp duy trì sự cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, ngăn ngừa táo bón và cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa. Và thành phần cuối cùng trong sản phẩm là các vitamin nhóm B. Các vitamin này giúp tăng cường chức năng hệ thần kinh và tiêu hóa, hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng, từ đó giúp bạn ăn ngon miệng hơn và tiêu hóa tốt hơn. Isotac Gold không chỉ cải thiện tình trạng táo bón mà còn giúp duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Bạn có thể dễ dàng sử dụng sản phẩm này hàng ngày để đảm bảo đường ruột luôn trong trạng thái tốt nhất. Hãy thử sử dụng Isotac Gold và cảm nhận sự khác biệt mà nó mang lại cho sức khỏe của bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu còn băn khoăn hay thắc mắc gì liên quan đến táo bón hay sản phẩm Isotac Gold, đừng ngần ngại để lại thông tin bên dưới phần bình luận hoặc gọi ngay qua số hotline phía trên màn hình để được hỗ trợ và tư vấn thêm trong thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.